Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Vinh nha. Hôm nay là nhà mình sẽ đi Vũng Tàu. Đây là mùng 4 Tết. Chồng hình gì? Đó. Có đâu? Ừ, vậy qua anh muốn hai tô phở rồi được bây giờ. Giờ nó con gà ăn anh phở rồi ăn anh muốn bò nó con gà ăn gì này nói nè. Giờ hủ tiếu hả? Vô hủ tiếu gì cũng được. Bây giờ cả nhà đi Vũng Tàu đây. Ba bốn làng một năm năm sáu làng nóng một làng. Năm sau em về mà coi nó về từ nó qua tới đây nè. Có nghĩa là nó đóng hết nó mở làng từ vừa về á, đó nó mở hết ra đây đi đường này luôn này. Bây giờ đã tới Vũng Tàu rồi mọi người ơi. Mình thuê một cái resort này ở Vũng Tàu, ở bãi sâu thì phải. Đó, ở trên núi nha. Đây là cái resort The Wind ở Vũng Tàu nha mọi người. Cái này là nó nằm ở trên núi luôn á. Đi ra coi chế đi. Lát cho yên người ta kêu à. Lát cho yên là người ta kêu à. Mình lấy ngoài mà không được. Hai đồn chơi. Lát người ta đem lên. Mẹ ơi. Hai đồn chơi à. Hai chơi. Hai tắm đi. Con phải leo lên trên tàu tuột ở đâu? Thấy nó tắm ở đây luôn cho rồi. Biển hả, nó ra nó chưa chắc gì có chỗ mà người mà tắm. Resort ở đây á, thì người lớn á, sẽ được một phiếu massage miễn phí nha mọi người. Ủa, mày giữ một cái phải không? Không có làm mất á. Rồi cả nhà sẽ đi ăn món món bánh khọt hả? Món bánh khọt là nổi tiếng ở Vũng Tàu lắm luôn, rất là nhiều chỗ bán món này. Thôi ăn đi. Đưa ớt à, ớt. Ngon không Rất? Đó. Chưa ăn rồi đâu. Chưa ăn hả? Nè đó. Ớt.
Ngon quá. Đúng không? Lấy ớt không? Lấy ớt không? Xí hả? Bỏ cái này vô đây nè, nước mắm á, cho nó đủ đợi. Đúng không? Đúng cho đủ đi. Trời ơi, sướng luôn. Nguyên cái chỗ này luôn. Ở, mở cửa ra. Cái này là phòng. Ngoài làm gì vậy? Tủ lạnh đâu có. Chi? Trời đất ơi. Lo gì ngoài? Bỏ. Trời ơi. Gì vậy? Trời, tôi lén nhìn ra núi luôn rồi. Tắm nhớ kéo. Đi, nó có xà bông, sữa tắm rồi. Có. View nhìn ra thành phố. Có mở cửa này ra được nha, chị Thảo. À, mở cửa ra nó ngồi. Ngồi làm gì ngoài? Con chạy lên, con mát trời. Con... Hả? Chạy, chạy. Còn trên lầu là cái gì đó? Hay thêm phòng nữa. Đây là mình đã đặt 3 phòng ở bên cái building này, là tầng này là 2 phòng. Nhà mình còn một phòng ở bên building bên kia nữa. Ở đây là núi cho nên view nhìn ra núi với lại thành phố nha mọi người. Kìa. Đi đâu qua đó chị em biết. Biết đánh đâu. Ở đây nhà mình còn một phòng ở bên này nữa nè mọi người. Đây là một cái view khác nữa, nhưng mà cũng là có ngay kế vách núi luôn. Đâu đi thử coi. Waterfall là khát nước. À. Suối kìa. Thôi đẹp quá ha. Thiên nhiên bao trùm. Thôi. Thiên nhiên bao trùm. Thì mình qua một căn khác đi mọi người. Đây đi qua một căn khác nè. Chẳng đâu nữa. Qua phòng bên ha. Đó hướng dẫn đi nha. Rồi đi đường nào? Đi đường bên này đi. Không đi ở trong. Thôi.
đi ngoài hả? Đi đường nào? Để thắt nước nào đó. Được không? Bên trong này nguyên căn bị là à, nó có nguyên hồ bơi. À. Thì là cái gia đình ta đi nhiều quá. Dạ. Giờ người ta đi đông quá. Nó hồ bơi nhỏ. Con nhìn kìa. Hả? Bự lắm. Bự nhỏ xíu. Bự nhỏ cái hơn này nhiều. Nó bự mà bị giống nó dài. Con nhìn đi, con nó bơi được không? Cái này người ta mới bơi được. Hả? Kìa xe gì kìa? Xe này là xe... Đứng ở đó chị chụp hình đi đó. Được không? Ừ? Chụp hình ngay xe đó không? Ừ. Thì... Giờ vô review nha. Review cái gì? Review những món đồ chụp đây. Rồi phòng tập tả ở trong này luôn. Đó. Chị hồi tự nhiên ra. Hay vậy? Đó. Chỗ này là để ăn sáng. Xong rồi nhậu gì ở đây. Welcome to. Rồi. Này có hướng dẫn viên. Anh cho hỏi anh làm cái gì ở trong resort này. Còn đây là chỗ làm cà phê, buông nước uống. Với lại làm gì? Ăn sáng à. Ý mày nhét luôn. Ngoài coi đâu. Còn đây là những món ăn. Kìa có bánh kìa, có bánh su, bánh gì cà rốt. Bánh su kem. Mở tủ ra. Đó, bánh su kem á. Do gệt nó kìa. Ăn lấy cái ăn đi. Thôi. Sao vậy? Nó đo no hả? No. Đây, pizza. Pizza. Mọi người hãy nhìn tôi đánh đây. Tôi đánh rất chuẩn. Rồi, vẫn ghê. Rồi, dẹp dẹp. Dẹp, rồi. Còn đây là chỗ uống nước tự động. Đó, chỗ này nhà nhân viên. Anh diễn sâu kìa. Mình cùng đi lên đầu thôi nào. Lên ngồi. Wow. Xin lỗi mọi người. Rồi, thấy chưa? Đây. Đây. Bước vào đây là một phòng trò chơi của những bé nhỏ như tôi. Đây. Đây. Mời anh. Anh nội ơi, anh. Wow, phòng đẹp quá à. Đây là anh Nguyễn Văn Rốt, quản lý ở đây. Ta từ nãy tới giờ rồi á. Đó. Đó xuống được rồi đó. Hết lạnh rồi. Ê mẹ, mắt kiến của mẹ nó đưa mắt kiến hồng cho mẹ nó bơi kìa. Kìa, đeo mắt kiến vô mà bơi. Nè. Nước trong không sạch ha. Ê, cho ngoại lên cái này ngồi nè đó. Nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhà mình đi xe túc túc nha mọi người. Bán gì vậy trời? Bông lan trứng muối ngon lắm hay sao rồi? Ủa sao trên đó không có? Quay theo phim được rồi. Ngon á. Đi xe không? Ở đây giá bình dân. Vậy hả? Bình dân gần nhà thì ngon hơn. Cái làm gì vậy? Đây nó bán gì vậy? Chút vậy? Bán theo ký. Cứ chỉ chứ bán chút vậy. Cho miếng cơm luôn. Cho miếng cơm luôn. Rồi chắc bụng. Ủa này ngon á. Mày ăn cái này đi mày. Đây cũng ngon nè. Đó không? Lấy cái này ra thì được. Cái này qua. Hai cái muỗng. Bự quá. Quá nhiều. Nhiều quá luôn. Này gì vậy ta? Ốc nữa nè. Gỏi xoài với cái ốc này nè. Rồi, cảm ơn con. Cơm mưa ốc. Không thấy anh giỏi không? Không, nó chẳng chắc đâu. Nên ta chi làm dần dần. Nè, hết ngày qua luôn rồi không? Thôi còn cái gì nữa. Cái phở vô vô nhà hàng kiếm cái phở thôi. Rồi ăn đi anh. Lớt không phải ăn ốc mà sao ra tay. Bỏ con lên ăn đi. Đẹp. Mình con từ ăn nghêu đi. Nghêu qua nghêu ấy ngon. Chắc mình con này tao thích thái ngon. Nghêu thái, thái ngon. Tư. Cắt cái con này. Nãy giờ cứ lắc đầu hoài trời. Cái giỏ này đẹp. Đi làm cho 6 người ăn nha mọi người. Có thằng kia nó ăn. Nhà mình đang trên xe đi tham quan chợ đêm Vũng Tàu á mọi người. À, đây là lần đầu tiên mình đi luôn á, rất là đông và cũng rất là đẹp luôn. À, không biết ra cái chợ đêm á như thế nào mà ở phía đường này á là đã thấy kẹt xe lắm luôn. Thank you.
Sáng gia đình mình sẽ đi ra ngoài biển, thì hôm nay là ngày lễ Tết cho nên là rất là đông ở biển, rất là đông luôn nha mọi người. Đã bút trước để đi massage nha mọi người. Lên xuống nè. Rồi đó, dẫn đi. Welcome, don't get them. Ôi, ý có trái xài luôn kìa. Xài kìa đó. Bơi. Wow, đông dữ rồi, đông quá. Đi qua lần thứ hai nè mọi người, lúc nào nó cũng đông hết. Chưa có ăn thử bao giờ nhưng mà không biết là có ngon hay không mà đông quá trời đông. Gia đình mình định đi ăn lẩu cá đuối nổi tiếng ở Vũng Tàu rồi về. Nhưng mà quá trời đông rồi mọi người, nên gia đình mình quyết định đi về luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.